Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ chặn Trung Quốc cấm mua hàng Huawei. Chính quyền Mỹ tiếp tục có thêm các biện pháp đẩy tập đoàn Huawei và các công ty công nghệ cao của Trung Quốc ra khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Lệnh cấm các cơ quan liên bang Hoa Kỳ mua các trang thiết bị từ các công ty sử dụng các thiết bị viễn thông của Huawei và 4 tập đoàn viễn thông lớn khác của Trung Quốc chính thức có hiệu lực từ hôm 13 tháng 8 năm 2020. Nhật báo Mainichi cho hay, theo quyết định này, các cơ quan thuộc chính quyền Mỹ không có quyền ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp nào sử dụng một số dịch vụ viễn thông hoặc thiết bị giám sát an ninh của 5 tập đoàn Trung Quốc bao gồm Huawei, ZTE, Hetera cùng Hangzhou và Đại Hoa, hai tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ camera giám sát. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước logo của Huawei trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Washington, Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 7 năm 2020. Các doanh nghiệp nào muốn tiếp tục duy trì quan hệ với đối tác chính phủ Mỹ sẽ phải đảm bảo là không sử dụng các trang thiết bị bị cấm. Chính quyền Mỹ lo ngại các thiết bị của tập đoàn Trung Quốc có thể được sử dụng vì mục tiêu gián điệp và các hoạt động khác tổn hại tới an ninh quốc gia của Mỹ. Quy định vừa có hiệu lực nói trên nằm trong đạo luật National Defense, tạm dịch là luật ủy quyền quốc phòng. Luật này được ban hành vào năm 2018. Theo luật này, chính quyền Mỹ đã cấm việc mua trang thiết bị của Huawei và 4 tập đoàn Trung Quốc nói trên kể từ tháng 8 năm ngoái. Truyền thông Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến quy định cấm vừa có hiệu lực bởi chính phủ Mỹ là khách hàng của hơn 800 doanh nghiệp Nhật Bản. Các doanh nghiệp Nhật sẽ phải có các điều chỉnh tránh sử dụng các thiết bị của Trung Quốc nếu muốn làm ăn với Mỹ. Và tổng số hàng doanh nghiệp Nhật bán cho chính phủ Mỹ trị giá tới 1,5 tỷ euro, đa số liên quan đến các hợp đồng với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Hai tập đoàn Huawei và Vision nằm trong số các công ty của Trung Quốc bị Washington liệt vào danh sách đen hồi tháng trước do tiếp tay cho Trung Quốc trấn áp người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương. Theo giới quan sát, các tập đoàn như Huawei, Đại Hoa, Vision đóng vai trò lớn trong việc thiết lập một hệ thống giám sát quy mô trên toàn Trung Quốc. Theo một dự báo của công ty tư nhân kinh tế Mỹ IHS Markit, năm 2021 trên toàn thế giới sẽ có hơn 1 tỷ camera giám sát hoạt động, một nửa trong số đó là ở Trung Quốc. Và Mỹ cũng liệt kê Viện Khổng Tử là phái bộ nước ngoài của Trung Quốc. Đây là hình ảnh Viện Khổng Tử tại Đại học Tyrol ở Mỹ và hàng loạt các trường đại học ở Mỹ, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ và Pháp đã đóng cửa Viện Khổng Tử trong những năm gần đây. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 8 năm 2020 cũng liệt kê Viện Khổng Tử Trung tâm Mỹ là một phái bộ ở nước ngoài của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nhìn nhận viện này theo đúng bản chất là cơ sở thăng tiến chiến dịch gây ảnh hưởng, tai hại và tuyên truyền toàn cầu của Bắc Kinh trong các trường học ở Mỹ từ mẫu giáo đến đại học. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã loan báo như vậy. Thông cáo báo chí của Ngoại trưởng Mike Pompeo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng ngày nêu rõ chính quyền Trump muốn có sự đối xử công bằng từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đặt việc này lên hàng ưu tiên. Tuy nhiên, thông báo nói, trong hơn 40 năm qua, Bắc Kinh được tiếp cận xã hội Mỹ một cách tự do và rộng mở, trong khi từ chối cho phép Mỹ và người nước ngoài tại Trung Quốc có sự tiếp cận với đối ứng tương tự. Thêm vào đó, vẫn theo thông báo, Trung Quốc còn lợi dụng sự cởi mở của Mỹ để tiến hành các nỗ lực tuyên truyền quy mô và đầu tư kỹ lưỡng cùng các chiến dịch gây ảnh hưởng tại Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh các Viện Khổng Tử được tài trợ bởi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và một phần của bộ máy tuyên truyền và gây ảnh hưởng toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông cáo nói mục tiêu của các hành động này đơn giản là để đảm bảo rằng các trường học Mỹ có thể đưa ra những sự lựa chọn về việc có nên cho phép tiếp tục các chương trình do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn hay không, và nếu có thì theo kiểu nào. Ngoại trưởng Mỹ cho biết các đại học trên khắp nước Mỹ và toàn thế giới đang xem xét giáo trình của các Viện Khổng Tử ở mức độ ảnh hưởng của Bắc Kinh trong các hệ thống giáo dục của họ. Và Mỹ muốn đảm bảo là học sinh trong các trường học Mỹ được tiếp cận ngôn ngữ văn hóa của Trung Hoa bên ngoài sự thao túng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông cáo của Ngoại trưởng Pompeo cho biết như vậy. Và công ty mẹ của TikTok đã lộ mặt với lá cờ Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh các nhân viên của công ty ByteDance và các đảng viên trong một sự kiện của công ty. ByteDance, một công ty mẹ của TikTok, luôn phủ nhận việc liên quan đến chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế nhưng một tấm hình vừa được khai quật lại cho thấy các nhân viên của ByteDance và đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cầm lá cờ búa liềm tại trụ sở công ty ở Bắc Kinh. Và khi những đồn đoán tiếp tục gia tăng về số phận của TikTok, một bức ảnh xuất hiện cho thấy các giám đốc điều hành hàng đầu của công ty đang chụp ảnh chung với các đảng viên và một lá cờ cộng sản bên trong trụ sở của ByteDance ở Bắc Kinh. Vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng 8,
nhà hoạt động nhân quyền Janet Cheng đã đăng trên trang Twitter một bức ảnh về một sự kiện mà Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức bên trong trụ sở của công ty ByteDance ở quận Hải Điến ở Bắc Kinh. Theo đó, các nhân viên và đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm lá cờ Cộng sản. Bức ảnh được lấy từ một báo cáo về sự kiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức tại trụ sở công ty vào tháng 7 năm ngoái. Feng Kexu là Phong Khai Hổ, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Phó Tổng biên tập của ByteDance cũng giới thiệu về công việc kinh doanh và công tác xây dựng đảng của công ty. Còn Thạch Nhạc, Bí thư chi bộ đảng của Liên đoàn Hoa Kiều quận Hải Điến đã giới thiệu về liên đoàn và các công việc quảng bá của tổ chức này. Còn ông Tả Chí Cường, Bí thư chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc thuộc Sở Thông tin và Truyền thông nói về mục đích nghiên cứu của sở. Ông Tả Chí Cường sau đó cũng nhấn mạnh việc học tập và thực hiện kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà hoạt động Jenny Feng nói với Taiwan News rằng đây đơn thuần là cuộc nói chuyện trong đảng để bảo tồn quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc và quảng bá mô hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra thế giới. Và cả Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đều cáo buộc các công ty của Trung Quốc như TikTok chuyển dữ liệu của người dùng cho chính phủ Trung Quốc, nhưng TikTok đã phủ nhận điều này. Đây là hình ảnh ứng dụng TikTok từng phát triển cực kỳ nhanh ở Ấn Độ nhưng vừa bị cấm ở đất nước này cùng với nhiều ứng dụng khác của Trung Quốc. Vào tháng 10 năm 2019, để đáp lại lời kêu gọi điều tra từ các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, TikTok đã đưa ra một tuyên bố trong đó viết: "Chúng tôi chưa bao giờ bị chính phủ Trung Quốc yêu cầu xóa bất cứ nội dung nào và chúng tôi sẽ không làm như vậy nếu được yêu cầu." Nhưng trên thực tế, TikTok hay Douyin đã bị trói buộc bởi luật an ninh quốc gia do Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành vào năm 2015, cũng như luật tình báo quốc gia và luật an ninh mạng được thực thi vào năm 2017. Theo đó, các công ty phải phối hợp với các yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi cần và phải phát tán thông tin trên Internet có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ByteDance đã có một ủy ban đảng từ năm 2017 và do thư ký của Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm tổng biên tập công ty Trang Pu, tức là Trương Phụ Bình, đứng đầu. Các thành viên của ủy ban tổ chức các cuộc họp thường xuyên. Tại đó, họ nghiên cứu các bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình và cam kết tiếp bước đảng trong đổi mới công nghệ. Ngoài ra, vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, ByteDance đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Cục Báo chí và Công chúng thuộc Bộ Công an tại Bắc Kinh. Thỏa thuận được quảng bá là nhằm phát huy hết công nghệ chuyên nghiệp và lợi thế nền tảng của Toutiao vào TikTok trong phân tích dữ liệu lớn, tăng cường kiến tạo và sản xuất các tác phẩm truyền thông mới về an ninh công cộng và tăng cường ảnh hưởng mạng và sức mạnh trò chuyện trực tuyến và tăng cường tuyên truyền chỉ dẫn ảnh hưởng và uy tín của công an và nhiều thứ khác. Cũng cùng lúc này, trước đe dọa của Trung Quốc, Đài Loan đang tăng chi phí quốc phòng, mua hỏa tiễn của Mỹ để chống Trung Quốc đổ bộ. Đây là hình ảnh tên lửa Hoshing Feng 3 của Đài Loan. Chi tiêu quốc phòng của Đài Loan sẽ tăng 10,2% vào năm tới, theo tính toán của hãng truyền thông Reuters, do lo ngại trước áp lực của Bắc Kinh. Đại diện Đài Loan vào hôm 12 tháng 8 năm 2020 cho biết đang đàm phán với Hoa Kỳ để mua mìn chống tàu ngầm và hỏa tiễn hành trình nhằm đối phó nếu quân Trung Quốc đổ bộ chiếm đảo. Theo hãng Reuters, Văn phòng Tổng thống Thái Anh Văn đề nghị dành ngân sách quốc phòng 15,42 tỷ đô la từ tháng giêng năm tới. Từ khi tái đắc cử, nữ Tổng thống luôn coi việc tăng cường quân đội và tăng chi tiêu quân sự là ưu tiên hàng đầu. Bà Tiêu Mỹ Cầm thuộc Đảng Dân Tiến được coi như đại sứ không chính thức của Đài Loan tại Hoa Kỳ khi nói chuyện với Viện Houghton, tức là nghiên cứu và tư vấn ở Washington, đã nhận định Đài Loan đang đối mặt với vấn đề sống còn trước sự đe dọa ngày càng cao của quân đội Trung Quốc. Bà cho biết Đài Bắc đang đàm phán với Washington để mua mìn chống tàu ngầm nhằm đối phó với quân đội Trung Quốc đổ bộ và hỏa tiễn hành trình để đối phó với loại hỏa tiễn siêu nhanh chống hạm Hùng Phong do Đài Loan sản xuất bảo vệ vùng duyên hải. Theo bà Tiêu Mỹ Cầm, tuy lực lượng đôi bên cách biệt một trời một vực, nhưng Trung Quốc nếu xâm lăng Đài Loan sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Báo chí Trung Quốc tố cáo phi cơ do thám của Mỹ đã gây nguy hiểm cho hàng không. Đây là hình ảnh máy bay do thám E-8C của Mỹ đã xuất hiện gần bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào hôm 17 tháng 7, theo thông tin trên trang Twitter từ Sáng kiến điều tra tình hình chiến lược Biển Đông, một nhóm nghiên cứu ở Đại học Bắc Kinh đưa ra. Và trong căng thẳng đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc, thì Hoàn Cầu Thời báo cũng dẫn lời một số chuyên gia nhấn mạnh là nếu hiện tượng này là có thật, thì sẽ đây sẽ là một động thái rất nguy hiểm, khiến chuyến bay dân dụng gặp nguy hiểm nếu bùng nổ đụng độ vũ trang giữa Trung Quốc và Mỹ. Bên cạnh đó, tờ báo Hồng Kông Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cũng dẫn một nguồn tin gần gũi với quân đội Trung Quốc cho biết máy bay trinh sát E-8C của Mỹ đã được cơ quan kiểm soát không lưu nhận dạng như một máy bay thương mại bay ở độ cao 9.000 mét tại khu vực Biển Đông. Tiếp theo đó, chiếc phi cơ này được xác nhận là máy bay quân sự
khi bay gần thành phố Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Theo chuyên gia Trung Quốc, nếu một máy bay quân sự giả dạng dân dụng để đánh lừa hệ thống giám sát bị phát hiện, thì lực lượng phòng không của nước sở tại có thể sẽ buộc phải nổ súng. Hoàn Cầu Thời báo cảnh báo là việc máy bay trinh sát Mỹ giả dạng phi cơ dân sự ở khu vực Biển Đông, nơi hoạt động của rất nhiều tuyến bay thương mại, gây khó khăn cho hệ thống phòng thủ của Trung Quốc và có thể dẫn đến các phán đoán sai lầm gây nguy hiểm cho các máy bay dân sự. Cảnh báo nói trên của tờ báo theo quan điểm dân tộc chủ nghĩa cứng rắn của Trung Quốc được đưa ra đúng lúc Bắc Kinh tiến hành hàng loạt cuộc tập trận từ eo biển Đài Loan đến khu vực Biển Đông. Cũng theo ghi nhận của kênh truyền hình Mỹ CNN vào ngày 11 tháng 8 năm 2020, Bắc Kinh thậm chí còn đe dọa tập trận bắn đạn thật ngay gần đảo Guam của Mỹ ở miền Tây Thái Bình Dương sát Philippines. Vào hôm 11 tháng 8, cũng báo Hồng Kông Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết chính quyền Trung Quốc bằng nhiều kênh khác nhau bắn tiếng với Washington là đã ra lệnh cho các lực lượng không quân và hải quân không bao giờ được là bên khai hỏa đầu tiên trong một vụ đụng độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2020 với bản tin Mỹ chặn Trung Quốc cấm mua hàng Huawei. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.